lộ ánh mặt mộc không trang điểm của Tiểu Vy, nhan sắc khi đứng cạnh đàn chị sẽ thế nào? Đây là dịp hiếm hoi mà Tiểu Vy hội ngộ với Hoàng Oanh, cả hai được netizen hết lời khen ngợi khi chung khung hình. Tối ngày mùng 2 tháng 6, Á hậu Hoàng Oanh khoe ảnh chụp cùng Hoa hậu Tiểu Vy, khung hình nổi bật vì dùa bởi nét đẹp của hai thế hệ. Trong ảnh, Hoàng Oanh diện váy trắng đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng, riêng Tiểu Vy tự tin để mặc mộc nhưng vô cùng rạng rỡ. Gặp bé Hoa hậu ngàn năm có một, bé Tiểu Vy chưa make up mà xinh dữ thần vậy đó. Hoàng Oanh dành lời khen có cánh cho đàn em. Trần Tiểu Vy sinh năm 2000, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018. Đại diện nước nhà chinh chiến Hoa hậu Thế giới 2018 và lọt top 5 Hoa hậu Nhân ái Thế giới 2018. Cô được khán giả yêu mến bởi tính cách hiền lành, gần gũi, ngoài ra còn gây ấn tượng bởi gương mặt tỷ lệ vàng. Còn Hoàng Oanh, sinh năm 1990, được biết đến với vai trò MC, diễn viên. Trước khi lấn sân vào ngành giải trí, Hoàng Oanh từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp. Cô bắt đầu được chú ý khi giành ngôi vị Á hậu một cuộc thi Hoa hậu Việt Nam qua ảnh năm 2012. Hoàng Oanh từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ với chồng Tây. Sau khi ly hôn, người đẹp trở thành mẹ đơn thân chăm sóc con trai 3 tuổi. Đây là dịp hiếm hoi mà hai chị em được dịp hội ngộ và chung khung hình. Đi Thiên cũng dành lời khen cho video của cặp người đẹp.